Hello, hôm nay mình sẽ nói về vấn đề là thức ăn cho nhện. Đây, trước mặt mình đây thì có ba loại thức ăn, nói chung là phổ biến thôi, cần thiết cho con nhện thôi. Tại vì ba cái loại thức ăn này thì dễ kiếm hơn là, nhưng mà nói chung là phổ biến. Đây, trước đây là sâu mình mua này, sâu mình mua. Mình để đây mình nuôi mua được đâu được 2 tuần rồi mà nó vẫn sống nha, nó sống lâu lắm. Đây này, đây cái sâu này thì mình sẽ cho sâu linh ăn này. Đây đây, nhiều bạn hỏi là mua sâu ở đâu, kiểu như mấy bạn hỏi là mày chơi ấy, kiểu như là các bạn sâu này, sâu với sâu này mua ở tiệm chim. Các bạn có chỗ thì bạn 1.000, 2.000, có chỗ thì bạn 5.000. Nhưng mà mình ở đây chỗ mình mua thì phải 5.000 người ta mới bán, còn 2.000 người ta không có bán. Cho nên là với lại mua như vậy cũng tốt, khỏi cần mua nhiều. Mua một lần rồi vài bữa sau hết thì vài bữa sau mà không có, mình thấy nó đen hết rồi đấy. Kiểu như là không có những đủ chất dinh dưỡng cho nhìn ăn nữa, thì mình sẽ cho gà ăn, tại vì nhà mình cũng nuôi gà, không có bỏ lỡ phí. Đây, thứ hai là dế. Đây, mình mới mua hồi chiều. Đây, tại vì mình mua, mình đi làm mình chuyển mua luôn. Dễ này các bạn cũng mua ở tiệm chim luôn này. Đây này, mình đổ ra cho các bạn xem. Các bạn nuôi dễ thì nên nuôi ở trong cái thau này nha, trong cái, nói chung là cái chỗ nào mà thoáng, không có cần. Lúc trước mình nuôi mình đâu không biết, mình nuôi ở trong cái hộp nhỏ, cái diện tích nó quá là chật, cho nên là nó sẽ không không có sống được lâu. Với lại một phần nữa là nó sẽ chết, nó thúi lắm, chết là nó bốc mùi nên khó chịu lắm. Đây, dễ này, dễ mình mua đây 10 ngàn, tại vì 10 ngàn thì mình cho nhện ăn được 1 tuần, đôi khi hơn 1 tuần. Đây, con này chết rồi này, không sao. Đây, dễ này cũng mua ở tiệm chim luôn nhá. Nhiều bạn hỏi mua nhưng mà hầu hết thì bạn nào cũng biết rồi, nhưng mà có chỗ thì bán, có chỗ thì không. Đây này, dì con này, dì con này, dì con này, dì con nó đẻ ra này. Đây, không không, đây dì lớn, đây là mình mua này, mình cho nó ăn đủ cạm vào này, đủ cạm vào cho nó ăn. Đây, nó sống được lâu, nó thoáng ấy, nó thoáng, nó sống được sẽ lâu. Đây mình sẽ, mình với lại một phần nữa là mình đổ, mình cho ít sâu trong này này, đó ra. Đây này, mở cái hộp này này, các bạn thấy không? Sâu nó nhúc nhích đây này. Đây luôn này. Biết sao mà mình bỏ sâu vào đây không? Tại vì đôi lúc con dế nó chết ấy, nó cắn nhau nó chết á, xong là con nghĩa là con dế nó sẽ rớt xuống đây, thì sâu nó sẽ ăn, nó sẽ không có bị kiểu như là bị phân hủy mà bị thối ấy, cho nên là không sao. Rồi còn mấy cái hộp này thì mình châm nước vào này, như là thích uống cho nó ấy, nước uống cho nó á. Rồi một phần nữa là nó sẽ đẻ vào trong này. Đây mình xịt sơ qua rồi mình bỏ vào đây là ok, nó sẽ tự tìm đường nó uống. Còn hai hũ kia thì đang ẩm, đang có nước thì mình không có xịt. Đây, nó sẽ đẻ vào đây trực đây này, các bạn thấy căng chặt đây này, đó là đây này, căng chặt căng chặt căng chặt này. Mấy cái để có con sâu này mình sẽ đắt, mình bắt ra trong trạng trạng này, là có nghĩa là con dế của mình đẻ ấy, để dế con ra, thì mình bắt dế con ra xong rồi mình sẽ cho nhện ăn, nhện con ăn. Mình tách ra được đây rồi này, đây con dế sâu mình để nó khô rồi mình để lại nuôi cho vui. Đó, nó nhảy tăng lúc trước nó nhiều nha, nó đông đen luôn,
Rất là nhiều. Một phần mất tiếp này này, mình cũng đủ cạp rồi này, trăng trăng là cạp này. Không có sao, đây này, đầy luôn này. Mình cho nhện con ăn. Lúc mình cho, hôm nay mình cho ăn sâu thì ngày mai hoặc là vài hôm sau mình sẽ cho ăn dế, kiểu như đổi khẩu phần cho nó đỡ chán. Đây này, mình có con nhện. Con nhện cũng bị chết rồi này, kiểu như là mình cũng không biết lý do, kiểu như là nó nỏng quá hay sao ấy, nó chết rồi mình xây khô nó đi, rồi mình để làm kỷ niệm cho vui. Đây còn thức ăn đặc biệt hơn nữa thì đây dán Dubai, bia hay Dubai gì đó, nói chung là mình không chỉ biết vậy thôi, nhưng mà lúc trước mình nuôi nhiều, cái hộp này nhiều lắm nha. Nhưng mà mình cho ăn hàng chị, bây giờ nó ít lại, nhưng mà thời gian này thì mình không có cho ăn nữa, mình để cho nó sinh sản ra lại. Lúc trước mình mua thì nó không có được đây nè, con này con dễ đực này, dạn đực này, dạn này mình phải mua nha, còn dạn nhà của mình thì bình thường thì không có nên cho ăn, tại vì kỵ sinh trùng ấy, không tốt cho con nền. Đây này, đây nó đẻ ra này, đây này này, các bạn thấy không? Đây, nhiều mình để lại 20 con, chắc bên này hết rồi này. Nó bây giờ nó đẻ ra cho nên là mình sẽ cho nó ăn thôi. Còn xịt ẩm này, xịt nước không còn xịt ẩm đâu, xịt nước các bạn mua mà nuôi như dạng thì đây mình xịt vào cái cục bông này này, cái cục bông này nó giữ được nước, cho nên là lúc mà nó khát nước nó sẽ ra đây nó uống. Còn đây cam thì mình sẽ bỏ vào đây rồi, nó sẽ ăn thôi, nó sống được lâu lắm nha. Đây rất nhiều luôn này, đó nó đẻ ra này. Lúc trước mình mua thì nó lợn nó chưa trưởng thành đâu, cho nên là mình cho ăn cũng nhiều lắm. Nó đầy luôn này, chạm nó đẻ này, nó đang sinh sản đây này. Đó. Bây giờ mình để là con không có cánh ấy, là con cái, còn con có cánh, nó còn đực. Đây nó đang sinh sản ra, nói chung là cũng nhiều đại rồi. Mình sẽ để lại mình sẽ cho nó đông lại một tí, rồi mình sẽ cho nhện ăn lại dạng con dạng này. Hôm nay mình sẽ làm cái clip kiểu như là cho thức ăn cho nhện thôi. Nhiều bạn hỏi mua ở đâu thì con dạng này thì các bạn chơi hồi nhện ấy, ở hồi nhện các bạn hỏi mua. Đây này, đây là 4 con dạng cái, 5 con này, 4 dạng cái này, hầu hết là có bầu rồi. Mình sẽ chờ nó đẻ tiếp. Sinh sản nó cũng nhanh lắm, nó chỉ cần 1 tháng nó sinh sản một lần. Nhưng mà nó chỉ giáo phổi một lần thôi, là không nghĩa là nó đẻ cả đời luôn. Mà mình cũng không có rõ là dạng này nó sống được bao lâu nữa, nhưng mà mình thấy hơi bị lâu rồi đấy. Đó, mình sẽ tạm thời lắm rồi. Đây, kiểu như là thức ăn cho nhện thì các bạn mua ở các tiệm sâu á, chủ yếu là mình thì chủ yếu là cho ăn dễ thôi. Này, con này là con cái này, nó sẽ để vào trong mịn hụt này. Đây, nhiều lắm nha. Rồi sâu này, sâu với dễ con này, dễ con nó sẽ đẻ ra. Đây mình cho các bạn xem qua cái phòng nhện của mình, tại vì mình chơi đam mê, mình sưu tầm thôi, mình thích con nào thì mình mua thôi, không có nghĩa là mình lại gọi là shop. Đây mình có 4 con tự như là vô danh, tại vì video trước mình có đi bắt về ấy, thì mình để lại, mình có bán vài con rồi. Con vô danh này, lúc nhỏ nó màu như vậy, tại vì video trước mình có làm rồi, mình không có đầu, tại vì nó đang nhát đấy, nó bắt về một thời gian, phải một thời gian dài nó mới quen được. Tại vì biết sao mà mình nuôi trong này không, tại vì nuôi trong này cho nó quen một thời gian đã, rồi mình sẽ tách hộp ra. Đây, nó nằm ở đây này. Đây lúc nhỏ
Đây lúc nhỏ thì nó chưa có màu làm đâu, nhưng mà lúc lợn lên này, đây, lúc lợn lên này, lúc lợn lên này nó sẽ có màu đẹp hơn, đó. Hôm sau mình sẽ làm cái video, mình sẽ cho các bạn xem hết tất cả các nhảy của mình. Mình sẽ cho các bạn xem trước cái phần nhìn của mình thôi. Cũng không có nhiều nhưng mà có gọi, nói chung là trước kia ở chỗ thì đây là nhìn hẳn. Nhìn chi lo hết chip này. Mình để ra này, đây này, đây nữa. Mình nuôi tập thể ở trong này luôn. Tại vì mình không có thời gian để tách nó ra theo từng hộp này. Đây là Giro Black Chip này. Đây là ở trong này thì nhìn con nhìn lúc nãy mình cho các bạn xem đấy, con nhìn chưa biết tên. Bên này cũng mấy con chưa biết tên, còn mấy con nhìn Vendula, Sling mình được tặng. Thiếu luôn ở đây là cái xương trồng này. Mình chớ à đây này, đây. Đây có con hôm sau mình cho coi. Đây mình có con bột cạp con. Lúc trước nó nhiều nhưng mà mình không có biết nuôi. Đây mình có vài con nhện. Mình hôm nay mình quay sơ qua thôi. Còn video sau mình sẽ cho các bạn xem từng con một. Nhưng mà mình con nào có thể xem được thì mình sẽ cho các bạn xem. Còn con nào không xem được thì mình cũng không có đồng nó. Tại vì lâu nay mình chỉ nuôi, mình cho ăn rồi. Lâu lâu nó ra thì mình cho nó ăn thôi. Kiểu như là cho nó ăn rồi mình nó ra thì mình xem, mình quan sát nó. Còn mình không có đồng nó nhiều. Đây, toàn bộ của mình đây. Nói chung là nhìn Việt Nam cũng có, nhìn nước ngoài thì mình có nuôi ở góc kia. Đây góc mặt cây này, hộp này nói chung là hôm sau mình sẽ cho các bạn xem. Góc mình đây là góc này là mình bỏ thức ăn, còn khúc bên này thì mình sẽ bỏ nhện. Hôm nay mình có thời gian mình làm video cho các bạn xem, rồi hôm sau mình rảnh mình sẽ cho các bạn xem từng con một. Các bạn thấy hay thì theo dõi video sau của mình nha. Chào các bạn.